Chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nghị quyết số 23 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ thị số 30 của Thành ủy Hà Nội tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh toàn thành phố. Chủ trì tại điểm cầu trụ sở Thành ủy có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội, kết nối đến 618 điểm cầu quận huyện thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các đoàn thể chính trị xã hội, sở ban ngành thành phố, các xã phường thị trấn với hơn 29.000 người tham gia. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong hoan nghênh các đơn vị tổ chức hội nghị trực tuyến để nâng cao hiệu quả việc học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương và thành phố. Đối với chỉ thị số 30, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh là quá trình lâu dài, đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ, tiến hành thường xuyên. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ những nội dung quán triệt tại hội nghị này nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương. Đồng thời khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch đề án cụ thể, phân công phân nhiệm với lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính khả thi hiệu quả để nghị quyết của Đảng thấm đến từng người dân, đi vào thực tiễn cuộc sống.